Hello anh em nhé. Những cục đẩy 804 thì luôn luôn bán rất là chạy. Hôm nay thì em đóng luôn luôn hai con cho một bác khách ở Gia Lai. Gia Lai Kon Tum. Làm phòng hát anh em nhé. Bác ấy làm phòng thì thiếu hai con thì liên hệ cho bên em thì lấy. Trước là bạn lấy LT4000 nhưng hiện tại LT4000 thì nó đang tạm hết. Con LT4000 đây này. Đang tạm hết mấy ngày nữa có hàng về nhiều anh em nhé. Bác lấy tạm con 8004. 804 này công suất là 800 W một kênh anh em nhé. 800 W một kênh. Đây cho anh em xem cái mặt rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp. Đó, ok. Nói chung là dòng này thì cái quạt của nó rất là êm anh em ạ. Cái chất âm của nó rất là hay, tiếng rất là sáng. Đây là thùng của nó. Hàng nhập nguyên con thì thùng là sẽ hai lớp anh em nhé. Đó. Đấy, và đây đang test tín hiệu từng kênh anh em nhé, thông mạch từng kênh. 800 W một kênh thì rồi, ok, ok anh ơi, rồi, được rồi, xong rồi, test hết đi anh, test hết luôn cho em phát, xong đóng luôn đi gửi luôn, gửi nhà xe, bác này chỉ chuyển khoản đủ rồi. Ok anh em nhé, anh rút loa ra thử tín hiệu hết đi, rút loa đây, đấy, căng hết tín hiệu đây. Ok chưa? Rồi ok. Đó. Test cho anh em là cho cẩn thận nhất anh em nhé. Vì những dòng này thì anh em đi lắp thì em muốn là cho nó lắp vào là xong luôn anh em nhé. Không có chuyện lỗi, không có bảo hành chứ gì cho nó mệt đó. Đấy. Dòng này thì nói chung là cái chất âm của nó rất là sáng. Nhiều video rồi anh em nhé. Rất nhiều video về con này. Tiếng sáng lực 800 W thì trong cái tầm này nó rất là rẻ. Chỉ có 7 triệu 8 chứ 8 triệu đồng anh em nhé. Cả tiền ship nữa là tầm 8 triệu. Đó. Rồi ok. Chỉ tầm 8 triệu thôi là anh em có cái cục đẩy mà rất là hợp lý trong vừa cái túi tiền. Đó, và 4 kênh, 800 W một kênh. Thì mỗi một kênh này có thể đánh được một cặp loa bát 30 anh em nhé. Một cặp loa bát 30 anh em chơi căng đét luôn. Đó. Đấy, anh em đi sự kiện đánh lay array thì anh em chơi con này cũng rất là ngon này anh em nhé. Đi sự kiện đánh lay array thì cũng rất là ngon vì cái đầu tiên là cái chất âm của nó sáng anh em nhé. Đấy, test hết vặn max volume. Đấy, ok chưa? Rồi. Đấy. Test chất âm mà. Đó, xem có méo tiếng hay gì không anh em nhé. Rồi ok. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Một trong những cái cục đẩy mà rất là lạnh. Nó quạt cái gió nó rất là êm anh em nhé. Anh em nhìn cái form của nó cũng rất là đẹp. Dòng 4 kênh này thì form rất là đẹp. Nhìn nó hài hòa. Con này thì dùng sò NGV kép anh em nhé. Dùng sò NGV kép thì cái dòng sò này thì cơ bản tiếng nó sáng rồi. Sò của Mỹ anh em nhé. Đó. Rồi. Đấy. Thế là xong rồi. Ok. Đấy. Thì em cũng test xong, test nhanh cái hai con đẩy này. Giá hiện tại đang là 7 triệu 800 nghìn đồng. Là bên em chưa gồm phí ship anh em nhé. Ship thì nó rơi tầm khoảng độ là 2 đến 300 nghìn anh em nhé. Trong ngoài miền Bắc thì 200, trong miền Nam thì tầm 300 anh em nhé. Nói chung là đây là một dòng mà anh em, nếu mà anh em chơi gia đình thì mỗi một kênh này có thể đánh được một quả súp 50 anh em nhé. Hoặc là mỗi một kênh này đánh một cặp bát 30. Đấy. Thêm nữa là anh cứ cắm vào đợi em chút. Thêm nữa là cái dòng này tiếng nó sáng. Hoặc là anh em chơi ngoài trời chơi light array. Thì mỗi một kênh này đánh được một quả bát 40. Hoặc là mỗi một kênh này đánh một cặp array bát 30 anh em nhé. Đó. Và mỗi một kênh, hai kênh này anh em có thể chập vào đánh một quả súp kép. Hoặc là chập vào đánh một quả súp đơn trong gia đình đều đẹp. Em sẽ bật nguồn lên để anh em nghe. Cái quạt nó rất là êm anh em nhé. Hầu như không nghe tiếng quạt em nhé. Hầu như là không nghe tiếng quạt. Vì cái tiếng quạt của nó rất là êm ái. Nó do thôi. Hầu như không có luôn. Anh em nghe hầu như không có tiếng quạt anh em nhé. Thì anh em phải biết là nó êm ái như nào. Nên là con này đánh trong gia đình rất là hợp lý. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái công suất của nó sử dụng vừa đủ, nó không quá nhiều. Đấy. Ví dụ như 600W thì nó lại hơi thấp. Đấy. 1000W thì nó cũng rất là ok. Đấy. Thì từ 800 đến 1000 rất là hợp lý. Chứ anh em chơi 400, chơi 600 và 4 kênh nó rất là, nhìn nó rất là khó anh em nhé. Nói chung là khó ghép và đánh nó không được căng. Nhưng anh em cứ chơi từ 800 trở lên, nó rất là khỏe anh em nhé. Ok, em xin dừng cái video đây thôi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em. Ok, cảm ơn tất cả anh em. Hẹn anh em những video lần sau anh em nhé. Tất cả các bác nhé.
để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.